mọi người, hôm nay Hà Vy đi gặp một vị khách đặc biệt. Lát nữa thì Hà Vy sẽ bật mí với mọi người nhé. Và chúng mình đã hẹn gặp ở Cố Cung. Bây giờ thì Hà Vy vừa từ tàu điện ngầm số 1 ra trạm Thiên An Môn Xi, Thiên An Môn Tây. Và từ trạm này xuống thì đi về phía trước sẽ đến Cố Cung luôn mọi người ạ. Bây giờ chỉ có 9 giờ sáng mà mọi người xem quảng trường Thiên An Môn ở gần thành lầu Thiên An Môn đã rất đông người rồi. Và mọi người ơi, vị khách đặc biệt hôm nay đó chính là Pha Pha Ca. Đây là một chủ kênh du lịch đặc biệt làm về văn hóa Trung Quốc rất là nổi tiếng, thì Pha Pha tự giới thiệu cho mọi người. Văn hóa Trung Quốc thì chắc là không hay bằng trên du lịch Trung Quốc của Hà Vy rồi. Bởi vì Hà Vy làm chủ đề chỉnh chu hơn, am hiểu nhiều hơn và nói luôn lót hơn. Còn mình thì phải đọc lại những cái kia để có thể biết về văn hóa Trung Hoa. Mình cũng là một fan của Pha Ca. Rồi, cảm ơn Vy, hai đứa fan qua lại. Dạ vâng. Trước khi đi qua Trung Quốc thì Pha Ca phải tham khảo những cái video của Vy để mà tìm hiểu về lịch sử cũng như là những câu chuyện mà Vy kể rất là lưu loát. Và bởi vì Vy là người Trung Quốc nha, chứ không phải là người Việt đâu. Tên Hạ Vy là tên Hạ Vy tiếng Hoa là gì? Tiếng Hoa, Vy Xạ. Vy Xạ. À, mà người Hoa mà nói tiếng Việt hay chưa? Vâng. Nhiều người xem những video của Vy ở trên mạng có tưởng là Vy là người gốc Bắc nữa chứ, tại vì Vy nói giọng Bắc rất là chuẩn luôn. Vâng, nhưng mà ra Vy đã từng học ở Việt Nam, Đại học Hà Nội, Đại học Nhân văn Hà Nội 2 năm. Đó, nếu mà mọi người muốn tìm hiểu sâu về Trung Quốc, bởi vì Vy ở Trung Quốc thì sẽ đi được nhiều nơi hơn mình và tìm hiểu, đọc thông tin kỹ càng hơn. Nên các bạn muốn tìm địa danh nào thì cứ tìm hiểu trên kênh của Vy thì sẽ biết được nhiều thông tin hơn. Vâng, vâng anh. Xin cảm ơn Pháo quá rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng mình cùng đi vào. Rồi, bây giờ chúng ta hãy tiến sâu vào hậu cung của Tướng Cấm Thành. Dắt Khải tới cung của Vy đi. Cung của Vy là tất cả. Đây là thiên hạ. Nữ quyền hả? Phụ nữ cho bé Vy vẫn có thể nắm thiên hạ không? Đây là thiên hạ mà Vy đã dành cho mọi người. Chắc chắn là mọi người rất là quan tâm là cuộc sống ở trong cung sẽ như thế nào. Rồi các phân vị, các chức vị của những phi tần, mỗi người sẽ ở trong một cái cung khác nhau như vậy. Thì mỗi cung được thiết kế hay là trang bài, trưng bày có khác nhau thôi các bạn hay không. Thì chúng ta hãy vào bên trong hậu cung nhé. Bước qua cửa này thôi là tiến vào hậu cung rồi. Pháo Ca nói rằng là mọi người ở Việt Nam đều rất thích xem các bộ phim cung đấu của Trung Quốc, thế nên rất muốn tìm hiểu về những câu chuyện ở trong hậu cung. Hậu cung 3.000 cung nữ hả? Ừ. Thì làm cách nào mà để cho hoàng đế không quên mình? Đó là cạnh tranh rất là quyết liệt. Bởi vậy mới có phim cung đấu đúng không? Ừ, đúng rồi. Rất là thú vị khi mà được vào trong cố cung và thấy rất là nhiều các phi tần ăn mặc rất là đẹp. Đặc biệt là vào mùa đông thì họ trang điểm càng đẹp hơn. Trong phim cổ trang Trung Quốc nhắc đến lãnh cung rất nhiều, nên mọi người cũng rất tò mò về lãnh cung ở trong cổ cung làm cung điện như thế nào. Thực ra lãnh cung không phải là một cung điện cụ thể nào đó, mà là chỉ nơi hoàng đế giam giữ phi tần vì không thích, có thể là một sân hoặc là một căn phòng mà thôi. Một trong những cung điện lạnh lẽo nổi tiếng nhất đó chính là Dực Khôn Cung. Bây giờ mình đang vào trong Dực Khôn Cung. Xem phim cổ trang nhiều thì mọi người đều rất tò mò về lãnh cung. Thôi, mọi người xem phim nhiều thì có nhớ là nương nương của Dực Khôn Cung không? Đó chính là hoàng hậu, kế hậu Ô Lạp Na Lạp Thị. Và đây chính là cung của Như Ý. Như Ý là một hoàng hậu kế hậu cắt tóc. À. Và vì chuyện đó thì Càn Long sẽ rất là tức. Đã bị vua Càn Long giam nương nương ở trong này luôn. Giam ở trong này luôn, thế nên đây cũng là một cái lãnh cung. Thật ra lãnh cung tức là lạnh lẽo, một cái cung trở nên vô cùng lạnh, không ai quan tâm nữa thì trở thành lãnh cung. Và chính cái cung của nương nương đó ở cũng có thể trở thành lãnh cung luôn. Bới quan tỏ cản, không ai được phép đi ra vào. Mà theo văn hóa của Trung Quốc thì cái cửa này có ý nghĩa như thế nào? Bình phong ạ. Bình phong để làm gì?
để chặn những cái việc chuyện không may, chữ tà. Khi nào thì được mở ra? Mở ra thì chắc là khi mà sắc phong hoặc là sắc phong hoặc là lễ Tết đúng không? Để đón cái luồng gió ba. Sắc phong thì sắc phong hoặc là những chuyện lớn, những nghi lễ lớn là mở ra. Tức là nơi này là nơi ở của mấy người ta hay là chỉ có Như Ý thôi? Ngoài Như Ý ra thì cung điện này còn là nơi ở của nhiều phi tần được nhà vua chiều chuộng, như là Hoa Phi của vua Ung Chính và Trịnh Quý Phi của vua Vạn Lịch vào thời nhà Minh. Giờ mình xem nội thất bên trong còn gì. Thực ra ở trong Từ Cấm Thành có rất là nhiều cung điện đều là lãnh cung. Ví dụ như là Cảnh Dương Cung, nơi mà Vương Cung Phi từng bị giam giữ trong 30 năm. Và Trường Xuân Cung từng là nơi giam giữ Lý Thành Phi. Sân nhà của Trân Phi từng bị giam giữ ở trong Ninh Thọ Cung cũng đều là lãnh cung. Nhưng phần lớn những cung điện này hiện đều không mở cửa đón khách, khiến mọi người càng thêm sự tò mò về những lãnh cung rùng rợn đó mà tìm cách muốn xem bên trong như thế nào. Đường thấy gì không? Đường bị giam lạnh tung mà đường rớt rồi, bữa nó bị gãy á. Còn bên đây là gì đây? Bên này thì là các cái sản phẩm văn hóa, quả lưu niệm về cố cung. Dễ thương quá, cô hai cái. Ôi, mọi người có biết chữ gì không? Chữ này là chữ là ô ngược rồi. Lãnh rồi. Cung. Muốn là giờ để dán trước cửa nhà mình được nha các bạn. Có cái gì này chị gì? Nhà mình sẽ trở thành lãnh cung, là một nơi băng giá. Trời ơi. Cái này là ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng. Ôi lãnh cung như còn nếu mà nhà ai có đám cưới thì không thấy nha. Trong video hôm nay, Hà Vi và Paoka đã cùng tìm hiểu về những lãnh cung ở trong Từ Cấm Thành. Thực ra ở trong Từ Cấm Thành còn có rất nhiều câu chuyện thú vị, như là thầy tắm như thế nào, một nhà vệ sinh VIP ở trong Từ Cấm Thành. Ở trong cố cung ấy thì có 72 khoảng 72 chiếc giếng, mà người vẫn phải đi ra đến tận núi Ngọc Quyền để lấy nước cho sinh hoạt hàng ngày của cố cung. Vậy có biết câu chuyện nào về Từ Hy, về lối sống cực kỳ xa hoa của Từ Hy không? Hà Vi sẽ bật mí với mọi người trong những video sau. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi kênh của Hà Vi nhé. Mọi người thấy hôm nay có vẻ là một cái kỳ tuyển tú hay sao mà thấy ai cũng mặc đồ đẹp như vậy? Bây giờ là bởi vì bây giờ ở Trung Quốc là người ta rất là mốt về, rất là trend về đồ mặc đồ cổ trang, đồ cổ trang của Trung Quốc. Như Vy đây cũng đang mặc một cái áo cổ trang. Đi tuyển tú hôm nay, tuyển tú. Chúc Vy sớm đặt lên ngôi quý phi nha.